Khi mà bọn mình lên cái chiến dịch Woofone cho thương hiệu Woomark thì bọn mình cũng sẽ phải thực hiện một cái bước, đó là nghiên cứu thị trường. Từ đó có thể hiểu rõ được tâm lý cũng như là hành vi của người tiêu dùng, phần lớn là các bạn trẻ hiện nay. Thì bọn mình nhận thấy rằng là các bạn trẻ chúng ta có những cái nhận thức rất là đúng đắn, rất là tốt về việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhận thức là một chuyện, hành vi lại là một cái chuyện khác. Thì các bạn vẫn đang là cái lực lượng đông đảo đóng góp vào cái việc tiêu thụ mặt hàng thời trang nhanh. Và thời trang nhanh thì sẽ không có những cái tác động tích cực cho môi trường đâu. Và thông qua chiến dịch Woofone này thì bọn mình mong muốn rằng là có thể truyền tải một cái khái niệm mới cho các bạn về thời trang chậm, cũng như là khuyến khích người tiêu dùng trong cộng đồng có thể ưu tiên những mặt hàng tối giản. Tuy tối giản nhưng mà có thể mix and match, tạo ra những cái phong cách khác nhau, vẫn trendy, vẫn xu hướng. Và từ đó thì chúng ta có thể đóng góp tích cực được cho cộng đồng. Như mình vừa trả lời thì ở đây phần lớn người tiêu dùng mặt hàng thời trang là các bạn trẻ. Và với cái nhóm đối tượng này thì bọn mình cảm thấy rằng là các bạn có một cái xu hướng, đó chính là tiêu dùng theo đám đông, hiệu ứng bandwagon. Và với cái hiệu ứng này thì khi mà người làm marketing chúng mình khéo léo truyền tải những cái thông điệp tích cực và kêu gọi những cái hành động từ cộng đồng thì các bạn trẻ cũng sẽ có xu hướng là làm theo. Và với cái nhóm này bọn mình nên truyền tải những cái xu hướng tích cực để các bạn có thể có được những cái hành vi cụ thể, chủ yếu là nâng cao về nhận thức hơn cho các bạn, bởi vì các bạn chỉ có những cái kiến thức nền thôi, chưa có những cái nhận thức đúng đắn hơn về như thế nào là hành vi tiêu dùng bền vững trong ngành thời trang. Văn Lang đã và đang triển khai các hoạt động mà liên quan đến việc bảo vệ môi trường, ví dụ là họ pha môi trường của Văn Lang đã đi khảo sát các chiến dịch về chặn rác thải nhựa ở Phú Quốc, và họ cũng tổ chức nhiều các buổi workshop để mà hướng đến việc là các bạn sinh viên có thể nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì trường cũng đặc biệt chú trọng về việc nâng cao nhận thức cho sinh viên, tuyên truyền những cái lối sống xanh qua việc giảng dạy, và trường cũng thường xuyên tổ chức những cái workshop để cho các bạn hiểu rõ hơn về CSR, ESG, hay là dạy cho các bạn cách phân loại rác, và những cái thùng rác này thì sẽ được để rất nhiều ở những cái khuôn viên trong trường. Và từ đây thì sinh viên có thể được truyền cảm hứng để trở thành một cái công dân tiêu chuẩn. Các bạn có thể có được những cái hành vi đúng đắn hơn để góp phần xây dựng một cái môi trường xanh. Bên cạnh đó thì nhờ những cái giá trị này mà Pyramid team của chúng mình đã được truyền cảm hứng để xây dựng một cái dự án CSR nho nhỏ cho Woomark. Thì cái dự án này bọn mình sẽ trích 1% lợi nhuận trên mỗi sản phẩm để trích cho quỹ Green Life. Thì cái quỹ này là một cái quỹ sẽ hỗ trợ người dân Việt Nam xây trồng cây gây rừng để đem lại một cái môi trường trong lành hơn. Mỗi cá nhân có thể tham gia góp phần bảo vệ môi trường thông qua lĩnh vực thời trang bằng các hoạt động đơn giản như là sử dụng các sản phẩm thời trang bền vững, không nên tiêu dùng mua sắm quá mức các sản phẩm thời trang nhanh. Có thể sử dụng các sản phẩm second hand, mình có thể mix và match những các sản phẩm second hand để tạo ra một cái bộ outfit phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình. Hàng ngày thì các bạn có thể sử dụng nước lạnh để giặt quần áo, bởi vì sử dụng nước nóng thì sẽ khiến cho máy giặt phải hoạt động với công suất cao, từ đó thì cũng gây hại cho môi trường. Và quan trọng nhất thì chúng ta vẫn nên trau dồi những cái kiến thức cũng như là nâng cao nhận thức của mình để có được cái hành vi tiêu dùng xanh đúng đắn hơn.